Xin chào nè, là Vân Vân nè. Dạo này á, thì thời tiết khá là nắng nóng rồi á mọi người ơi. Cùng với Vân đi biển nhé. Hơn nữa là mùa này hoàng hôn siêu đẹp, siêu đẹp luôn. Nhìn thấy trái thanh long siêu to khổng lồ là mọi người đoán được đây là đâu rồi đúng không mọi người? Đó là Phan Thiết đó. Hôm nay cùng Vân Vân đi biển Phan Thiết nhé. Thay đổi không khí một xíu nhưng mà chỉ mất 2 tiếng 30 phút vèo một phát là ra đến biển ngay. Hết được mùa biển rồi nè. Bạch mí nha, Vân thấy khách sạn nhà nghỉ resort ở Phan Thiết giá siêu hời, siêu rẻ lắm mọi người. Sau Vũng Tàu á, Vân thấy rẻ lắm luôn á. Đợt này thì Vân đi nghỉ ở resort Minh Tâm nha, ở dọc đường Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Phan Thiết. Bạn có thể đi dọc đường Nguyễn Đình Chiểu là thấy nó ngay luôn á. Đường ấy rất là nhiều khách sạn nhà nghỉ resort luôn á mọi người. Đầu tiên thì cùng Vân đi khám phá xem resort này có những quang cảnh và có những tiện ích gì nha. Và giá tiền Vân sẽ bật mí ở cuối cùng video nha. Thử xem các bạn đánh giá resort này giá bao nhiêu thì phù hợp nhé. Viên á thì nhỏ nhỏ xinh xinh, cây xanh thì rợp bóng ngại quá trời nhưng mà thiết kế vô cùng là hợp lý và xinh xắn nha. Ở đây á thì đa dạng về kiểu phòng như là nhà gỗ nè, view hướng biển nè, view hồ nè, có hồ bơi, có quầy bar, có buffet ánh sáng nữa nha. Và đặc biệt view triệu đô đó là sát biển. Hải dừa ngay tại phòng nha. Căn của mình chọn thì đó là view hồ bơi nha. Đó, hàng dừa xanh rì luôn, quá trời trải luôn mọi người. Vân đi dịp này cuối tuần nó mà cũng không có đông lắm đâu nha. Trời ơi, yên bình lắm luôn. Thời tiết dạo này khá là đẹp nha, ra đây chết ảnh mát mẻ luôn á. À, đặc biệt đó là resort này á, có bãi biển riêng luôn nha. Nhưng mà tùy theo từng mùa thì có mùa tắm buổi sáng được, có mùa tắm buổi chiều được. Thì đợt này Vân đi là tắm buổi sáng nha, tại buổi chiều nước lên khá là cao á. Nhưng bù lại hoàng hôn rất là đẹp, cảnh sắc rất là tuyệt vời luôn đó mọi người ơi. Để đợt này Vân coi nước biển ở Vũng Tàu và nước biển ở Phan Thiết ở nơi đâu nước biển mạnh hơn nhé. Rồi, đầu tiên mình đi tắm hồ bơi nè. Đó là điệu cười của thằng quỷ em trai tôi đó. Không biết cho ai giống nhà Vân không, em trai dù lớn có nào nó cũng ngọt thiệt chị gái đó. Trời ơi, rất là may mắn khi các bạn còn nhìn thấy video này của mình nha. Trời ơi, xém rồi cái điện thoại xuống hồ bơi mọi người. Thôi bỏ qua. Trời ơi, ngắm hoàng hôn đi mọi người ơi, đẹp quá. Rất là đẹp luôn. Siêu chiêu luôn nha. Trời ơi, ra đây là có nghìn bức hình đẹp luôn đó. Bây giờ mình sẽ đi ăn tối nha. Còn bây giờ thì mời mọi người đi ăn sáng nha. Trời ơi, thời tiết rất là đẹp đó mọi người ơi. Thích quá. Ước gì ở đây được một tuần luôn nhỉ. Ăn xong á thì mình lại lượn vài vòng đi quanh resort tiếp nè. Cảnh vẫn rất là chill, rất là đẹp luôn.
các bạn đang tưởng nhỏ răng chiêu chiêu đó, không không, nó răng hết chút bụi đồ ăn đó. Trời ơi thơm quá. Ở đây có mấy cô đi biển xong rồi bắt hải sản về hấp nướng dạo đó mọi người. Trời ơi ngon siêu. Xin mời, xin mời. Sáng giờ bắt dưới biển lên đó mọi người. Dùng tay nghe. Giòn hết. Giòn cười. Nói. À, xin mời mọi người ăn cơm liêu thôi. Wow, giảm 500 nữa nha. Thử nha, YouTuber mà. YouTuber. Mấy cái review á. YouTuber có giảm hơn. Baby chưa thấy YouTuber nào mà ra mất giá YouTuber này. Chỉ cần kem thôi. Kem thôi. Trên đường tôi về tôi có ăn trưa tại quán Banana Food đó, thì có review đánh giá 5 sao thì sẽ được ăn kem. Trời ơi, ngon thiệt mà. Trời ơi, cái gì mà sàn sẻ chị nó dữ trời. YouTuber lại phải quay lại đây. YouTuber theo thời gian. YouTuber làm vị kem. Và đây là thành quả này mọi người, kem nhãn siêu ngon của quán luôn. Quán có tên là Banana Food, nằm trên đường vô của cao tốc Dầu Dây đó mọi người. Ghé ăn nha, ngon lắm, thiệt. Không phải vì kem ngon mình mới khen đâu, mà ngon thiệt mà. 10 điểm nha, giá cả rất là hợp lý luôn. Còn đây là thành quả hình ảnh của mình sau chuyến du hí 2 ngày 1 đêm đến thành phố Phan Thiết. Bye bye, hẹn lại mọi người nhé.